Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị bắt với ông Hưng còn có 6 người liên quan. Ngay sau đó, Bộ Công an và lãnh đạo các địa phương đã và đang có các dự án, công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công đều có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo chi tiết để phục vụ công tác điều tra vụ án. Cũng liên quan đến vụ việc này, mới đây Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, còn gọi là Tập đoàn Thuận An, về việc thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Theo chủ đầu tư, qua kiểm tra công trường gói thầu XL05, gói thầu XL06 và báo cáo của tư vấn giám sát, thì hiện nay Tập đoàn Thuận An đã ngừng thi công. Các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công không có trên công trường. Để không ảnh hưởng đến tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu Tập đoàn Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu XL05, XL06. Trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức của công ty, người đại diện theo pháp luật thay thế gửi về Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 25 tháng 4. Sau ngày 25 tháng 4, nếu Tập đoàn Thuận An không có văn bản phản hồi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ coi là trường hợp vi phạm hợp đồng và sẽ tiếp tục các hình thức xử lý theo quy định. Tại dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên, Tập đoàn Thuận An với vai trò là thành viên trong liên danh tham gia thi công hai gói thầu XL05 và XL06. Tổng giá trị phần việc mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận của cả hai gói thầu là khoảng 130 tỷ đồng. Cụ thể, gói thầu XL05 đoạn từ cầu Tân Kỳ, Tân Quý đến cầu Bưng dài hơn 3 km. Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh Công ty Cổ phần Hải Đăng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Nguyệt, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An và Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Hoàng Ngân. Theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng ở bờ phải. Khối lượng phần việc mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận là 75,5 trên 561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu. Tại gói thầu XL06, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương dài 2,8 km, Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Nguyễn Lê, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh và Tập đoàn Thuận An. Theo hợp đồng, tại gói thầu XL06, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng ở bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng trên 453,8 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu. Được biết, Thuận An cũng trúng thầu và thi công gói thầu tại hai dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Cụ thể, Tập đoàn Thuận An là thành viên đứng đầu liên danh 9 công ty trúng gói thầu XL5 có chiều dài khoảng 2,4 km tại dự án thành phần 1 đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố. Giá trị hợp đồng gói thầu này là 2.300 tỷ đồng, thời gian triển khai là 1.010 ngày. Gói thầu khởi công vào ngày 3 tháng 2. Liên danh này gồm Tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Thiên An, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thành Phát, Công ty Cổ phần Đại Thiên Trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HGC và Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình.
Còn tại hầm chui Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Tập đoàn Thuận An là thành viên trong liên danh gồm 3 công ty thực hiện gói thầu xây lắp 2, xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm. Tổng giá trị gói thầu là hơn 262,7 tỷ đồng. Trước đó, hôm 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Thưa quý vị, Tập đoàn Thuận An có dàn lãnh đạo vừa bị khởi tố bởi cơ quan điều tra C03 Bộ Công an. Được biết đến khi góp mặt trong loạt dự án trải dài khắp các tỉnh thành, từ Bắc tới Nam. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm. Tại Hà Nội, Thuận An thực hiện một số dự án đầu tư công, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành và 1 dự án còn đang dang dở. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này thực hiện 2 gói thầu cải tạo tuyến kênh dài nhất của thành phố. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An tham gia thi công 2 gói thầu dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên với giá trị hơn 130 tỷ đồng. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua có thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An, trúng 2 gói thầu thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng là chưa đúng với thực tế. Tại gói thầu XL05, đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến cầu Bưng, Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh Công ty Cổ phần Hải Đăng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Nguyệt, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Hoàng Ngân. Ở gói thầu này, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải, có giá trị hơn 77,5 tỷ đồng trên tổng số hơn 561 tỷ đồng tổng giá trị gói thầu, tương đương 13,80% của hợp đồng. Tại gói thầu XL06, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương, Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Nguyễn Lê, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An. Ở gói thầu này, Tập đoàn Thuận An cũng thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng ở bờ phải, có giá trị hơn 53,6 tỷ đồng trên 458,3 tỷ đồng tổng giá trị gói thầu, tương đương với 11,70% của hợp đồng. Như vậy, giá trị hợp đồng của Tập đoàn Thuận An đang đảm nhận cả hai gói thầu là hơn 130 tỷ đồng. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, hiện ông Nguyễn Duy Hưng là chủ tịch hội đồng quản trị và ông Trần Anh Quang, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, cũng là hai người đại diện pháp luật của công ty, đều đang bị bắt tạm giam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của hai gói thầu XL05 và XL06 với tổng trị giá gần 44,6 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang liên lạc với Tập đoàn Thuận An để làm rõ khả năng tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu XL05, XL06 nêu trên. Trường hợp Tập đoàn Thuận An không còn đủ năng lực tiếp tục thực hiện các hợp đồng nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội xem xét có phản hồi bằng văn bản về việc tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thu hồi tiền tạm ứng. Được biết, dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên có tổng chiều dài tuyến gần 32 km, đi qua quận 12 Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Công trình có tổng mức đầu tư là 8.200 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, được khởi công vào cuối tháng 2 năm 2023. Dự án được xây kè bê tông, hai bờ, nạo vét lòng kênh và làm đường rộng 7-12 mét mỗi bên. Đồng thời dự án là 19 cống thoát nước, 12 bến thuyền, 3 cây cầu cùng hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, cây xanh.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An với loạt lãnh đạo bị khởi tố, hàng loạt dự án có sự góp mặt của tập đoàn này bất ngờ bị réo tên. Nhiều dự án trong số đó đã bị cơ quan điều tra C03 Bộ Công an yêu cầu gửi hồ sơ, tài liệu điều tra. Tại Hà Nội, Tập đoàn Thuận An liên quan đến 3 dự án đầu tư công, trong đó 2 dự án đã hoàn thành, 1 đang chậm tiến độ. Theo đó, Tập đoàn Thuận An với lãnh đạo vừa bị khởi tố về một số tội danh, trong đó có tội đưa hối lộ, đang tham gia các gói thầu thuộc 3 dự án đầu tư công ở Hà Nội, gồm sửa chữa cầu Thăng Long, xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm. Dự án hoàn thành. Trong các gói thầu này, 2 công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác, gồm dự án sửa chữa cầu Thăng Long và dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự án sửa chữa cầu Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, mở thầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, bắt đầu thi công từ tháng 8 năm 2020 và thông xe vào tháng 7 năm 2021. Ở dự án này, liên danh trúng gói thầu số 5 gồm Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An và 3 đơn vị khác là Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành. Theo công bố của chủ đầu tư, giá trúng thầu gói thầu này là gần 243 tỷ đồng, giảm 0,2% so với giá chào thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Còn dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 2.538 tỷ đồng từ ngân sách thủ đô. Dự án được khởi công vào tháng 1 năm 2021 và chính thức khánh thành vào tháng 8 năm 2023. Tại dự án này, liên danh gồm Thuận An và Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long trúng gói thầu số 2, thi công xây lắp với giá gần 290 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 690 ngày. Gói thầu này được mở thầu vào tháng 4 năm 2021 và được phê duyệt sau 2 tháng. Cả 2 dự án đầu tư công nêu trên đều đã hoàn thành và góp phần giải quyết tình trạng giao thông thường xuyên quá tải giữa trung tâm Hà Nội với các quận huyện ở bờ phía bắc của sông Hồng. Dự án giang dở. Dự án mở rộng đường Âu Cơ, Nghi Tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, dài 3,7 km. Cũng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Ở dự án này, liên danh mà Tập đoàn Thuận An tham gia trúng thầu gói số 40, thi công xây lắp một phần đường đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến nút giao Lạc Long Quân, dài 1,6 km. Dự án này được khởi công vào tháng 6 năm 2020, với yêu cầu hoàn thành vào quý 3 năm 2021. Nhưng cho đến nay, sau gần 5 năm, công trường vẫn ngổn ngang. Sống hai bên đường phản ánh, dự án chậm tiến độ đã khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì lầy lội và thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc do rào chắn thi công. Trước tình trạng trên, Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu được cơi nới là phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6 tới đây và hoàn thành toàn bộ tuyến đường đê sông Hồng này vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Trước thông tin lãnh đạo Tập đoàn Thuận An có liên quan đến dự án bị bắt, phía Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội vẫn chưa có ý kiến về việc tiến độ chung của dự án có bị ảnh hưởng bởi thông tin trên hay không. Theo tìm hiểu, Tập đoàn Thuận An hiện có dư nợ khoảng 145 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV và MB Bank. Trong đó BIDV là ngân hàng đang cho tập đoàn này vay nhiều nhất với hơn 130 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn và gần 6 tỷ đồng dư nợ trung hạn. Ngoài ra, Thuận An còn nghĩa vụ cam kết ngoại bảng khác với tổng nghĩa vụ hơn 1.300 tỷ đồng tại một số ngân hàng. Với đặc thù là doanh nghiệp thi công xây dựng, phần lớn trong số này là các khoản bảo lãnh trong nước. Bên cạnh bất động sản, Thuận An còn thế chấp nhiều quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thi công xây dựng để đảm bảo nghĩa vụ tại các ngân hàng. Các quyền tài sản này bao gồm quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này, các quyền, các khoản bồi hoàn và các quyền khác của Thuận An phát sinh từ các hợp đồng thi công xây dựng công trình với các chủ đầu tư. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!